Hai đứa giải thích đi, tại sao bỏ cửa hàng đi như vậy? Dạ, tại vì... Thôi được rồi, không có đôi co nữa. Ca của ai, người đó đền. Sao bà làm vậy với tôi? Xin lỗi, từ xưa đến giờ tôi đâu có dám coi bà là bạn đâu. Anh thấy em gửi cả chục cái email rồi đấy mà người ta có hồi đáp đâu. Chị đã nói với em rồi, nếu không hẹn trước là không có được gặp giám đốc đâu. Em đi về đi. Thì em có xin lịch nhưng mà chị có cho đâu. Thôi, anh mua nhiều đồ ăn ngon ở nhà sẵn rồi, bây giờ mình về nhà đi. Ủa ba, cái vali đó của ai vậy? Tôi hỏi cô một câu, cô có thương ba tôi thật lòng không?